Có nhiều người mới nói rằng để tôi đi làm cái này làm cái kia để tôi giết thì giờ. Nói như vậy có nghĩa là mình không có cái gì để mình vui hết á. Mình phải kiếm cái gì để mình giết thời giờ. Mà thời giờ thì mình giết thì tội quá. Mà thay vì mình nói như vậy đó, tự nhiên mình cảm thấy có một cái gì đó nó không có ổn. Mình nói cách khác, tu là chuyển mà. Thay vì mình nói như vậy, nói kiểu khác, tôi tận dụng thời giờ. Thì khi mình thấy mình dụng hết cái thời giờ của mình á, thì mình thấy chính đáng lắm. Một ngày mình chỉ có 24 tiếng thôi. Mình vui thì cũng phải hưởng 24 giờ. Mình buồn cũng hưởng 24 giờ. Không thể nào buồn quá cắt ngắn thời gian lại, vui quá kéo dài thời gian ra. Không. Một ngày nó nhiêu đó là nhiêu đó. À, thành nữ mình vui hay mình buồn thì mình cũng phải ở trong cái phạm vi của thời gian như vậy. Thành nữ ra mình quán chiếu như vậy thì mình thấy rằng á, mình phải dùng cái sức khỏe của mình, dùng cái khả năng của mình, dùng cái thời gian của mình như thế nào cho nó chính đáng. Có một hôm đầu năm nay thì mấy thầy trò mới có những ngày tu tập ở trên tu viện Tây Thiên. Thì cái bữa sáng ngày một tây Pháp Hòa thức sớm, Pháp Hòa ra thắp hương. Thì tự nhiên khi thắp hương như vậy thì trong lòng nó khởi lên và nó thấy rằng hình như là mình muốn sống. Mình biết rằng cuộc đời nó vô thường, ai cũng chết chứ, nhưng mà trong lòng mình khởi lên một cái niệm là mình muốn duy trì cái cuộc sống của mình, tại vì mình thấy rằng mình có thể làm được việc gì đó lợi lạc cho người, cho người khác. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ cái ngôi chùa đây không có thầy trụ trì, nhưng mà chỉ có vài năm ba Phật tử trong ban điều hành với nhau. Thành thử Pháp Hòa cũng mong muốn cho quý vị có sức khỏe, có bình an để quý vị tiếp tục, quý vị duy trì cái chỗ này. Chứ thử bây giờ thí dụ như dĩ nhiên mình biết một ngày nào rồi thì ai cũng đi thôi, nhưng mà cái ý niệm cầu cho nhau được khỏe mạnh an vui, điều đó tốt. Chứ sự thật là đó là sự thật, nhưng mà mình có quyền khởi cái niệm lành dâng tặng cho nhau. Cho nên Pháp Hòa lại khởi cái niệm là con cầu, mình muốn được, mình được sống. Tại vì mình thấy mình có trách nhiệm đối với lại các đệ tử. Và mình thấy rằng có rất nhiều nơi người ta mong mình đến đó để mình có thể giúp đỡ được người ta trên phương diện tinh thần. Thì mình thấy như vậy. Cho nên có một lần thầy viện chủ thầy mới nói với Pháp Hòa, thầy nói rằng mình sống ở đời mình phải làm cái gì cho nó có lợi ích cuộc đời của mình, cho nó đáng sống. Chứ sống mà buông trôi, sống mà bỏ phế thì thầy cảm thấy cuộc đời nó uổng phí quá. Mình sống ở đời mình phải làm cái gì đó, mình làm lợi cho người, cho đời. Thì Pháp Hòa có nhớ một câu chuyện. Có ba vị cư sĩ đến gặp một vị hòa thượng, nói bạch hòa thượng, xin hòa thượng dạy cho con thế nào sống để được an vui. Thì vị hòa thượng mới nói rằng ba đạo hữu cho tôi biết đi, ba đạo hữu sống để làm gì? Nói dạ con sống là tại vì con sợ chết, con ham sống, con sẽ không thích chết. Cái người thứ hai mới nói dạ con muốn sống để con khi con về già đó, con muốn con có nhiều con nhiều cháu. Người thứ ba mới nói dạ con sống là bởi vì con muốn người nhà con nương tựa con là cái người phải có trách nhiệm là lo hết cho gia đình. Thì hòa thượng mới trả lời nói ba đạo hữu nghĩ như vậy hèn chi không có được an vui. Hỏi sao vậy? Nói tại vì trong khi sống mà lo cái chết, trong khi sống mà cứ sợ hãi cái chết cho không vui. Đang tuổi trẻ, đang khỏe mạnh mà không có tận hưởng, không có làm cái gì đó, trong cái khi còn khỏe mạnh mà cứ ngồi đợi chờ già cho không vui. Và cái trách nhiệm của mình đó không phải đợi tới già mới có trách nhiệm, mà trách nhiệm của mình trong từng giây, từng phút cứ làm.
Thì thành thử ra hiện tại mà các đạo hữu cứ nghĩ tới cái ngày về sau này cho các sĩ lo sợ. Lo sợ là mình già mình không có được lo cho con. Mình già mình không có đủ con cháu như ý mình muốn. À, rồi một ngày khi mình chết, cho nên ba vị sống mà sợ hãi nhiều quá không vui. Nói vậy thì hòa thượng dạy làm sao cho con vui. Thì hòa thượng mới hỏi tiếp, nói vậy thì ba vị muốn làm sao mới được vui. Để nói dạ con muốn sống mà có nhiều tiền. Người thứ hai mới nói dạ con muốn làm sao mà con sống mà con có được một cái tình yêu. Người thứ ba nói dạ con muốn sống làm sao mà con có cái danh ở trong đời. Thì hòa thượng mới đáp, hòa thượng mới nói như vậy quý vị sẽ mãi mãi không vui. Hỏi sao vậy? Nói tại vì khi mà quý vị có nhiều tiền rồi đó, quý vị lo giữ gìn cất giấu rồi muốn có thêm sao mà vui nổi, lo lắng. Có tình yêu thì phải bảo vệ, thôi người yêu bay làm sao, phải không? Rồi chưa nói chuyện ghen tương nữa. Rồi cái thứ ba là có danh đó, thì quý vị cũng sẽ khổ vì danh, cho quý vị sẽ mãi mãi không vui. Thì ba vị mới nói vậy thì theo hòa thượng chúng con phải tu như thế nào, sống như thế nào để được vui. Hòa thượng mới nói như thế này: thay vì các đạo hữu nghĩ có tiền mới được vui, có tình yêu mới vui, thì ba đạo hữu nghĩ như vậy: có tình có tiền, nếu con có tiền con sẽ dâng tặng bớt cho người, nếu con có tình yêu con sẽ hiến dâng, nếu con có danh vị con sẽ phục vụ mọi người. Thì bây giờ Pháp Hòa giải thích. Bây giờ mình nghĩ đó, nếu mà mình có tiền nhiều chưa chắc đã là vui. Tại vì nhiều khi có tiền nhiều mà mình lại không có hạnh phúc trong gia đình. Tại vì muốn có tiền nhiều á là mình phải bươn chải. Mà mình bươn chải á thì mình không có thì giờ với gia đình. Rồi thậm chí á có tiền nhiều nhưng mình không có sức khỏe. Có ai mà nói tôi đi mua, thường thường người ta nói á, có tiền mua tiên cũng được, tay nói vậy. Nhưng mà nói là nói vậy thôi, chứ thật sự có những thứ không cần là tiên mà mua cũng không được như thường. Chẳng hạn người ta nói có sức khỏe là tiên, đúng không? Ta nói ăn được, ngủ được là tiên. Mà ăn được mà ngủ được là tượng trưng cho sức khỏe. Vậy thì có tiền mà mua được giấc ngủ ngon không? Chưa chắc. Bởi vì có nhiều khi mình có tiền, nhưng mà cái tiền đó có thể là, một là do mình làm việc không có chính đáng có được, cho nên mình cũng sợ sao cướp giật. Rồi nếu có tiền đó do mình làm chính đáng mà lên, nhưng mà nhiều tiền thì mình cũng sợ mất. Cho nên nhiều khi có tiền không mua được giấc ngủ. Mình có tiền mua thuốc bổ uống, nhưng mình không mua được sức khỏe của mình. Mình có tiền mình mua cái bảo hiểm, nhưng không mua được sự an toàn. Mình có tiền mình mua cái đồng hồ rất mắc để mình đeo, nhưng mình không mua được thời gian. Thành thử ra người ta nói có tiền mua tiên cũng được. Rồi câu thứ hai người ta nói là ăn được ngủ được là tiên. Đúng rồi đó, mình ăn được ngủ được, ăn ngon lành, ăn không có gọi là picky, tức là không có sao khó khăn trong chuyện ăn uống, nằm xuống là ngủ không có lo lắng thì mới gọi là tiên. Còn nếu mà nằm xuống mà đắn đo mà lo lắng mà suy tính thì mất ngủ. Đồ ăn rất ngon, nhiều món ngon lắm, nhưng mình ăn không được là vì mình đau khổ, mình buồn bực, thí dụ vậy, thì cũng không có tiền mua được. Thì cho nên á, vị hòa thượng mới nói quý vị mà muốn có tiền nhiều rồi á, quý vị phiền não nó đeo theo. Rồi cái thứ hai á là gì? Thứ hai là có tình yêu. Là thường thường á, người ta muốn có một người yêu á, là người ta phải đeo đuổi. Mà hễ mà đeo đuổi rồi có được cái người như ý mình rồi đó, bắt đầu mình phải làm sao? Phải làm sao giữ chứ, có phải giữ. Mà muốn giữ là phải tìm hiểu coi ảnh thích cái gì, em đó không thích cái gì. Thành thử cứ phải để ý nhau, tìm hiểu nhau để mà làm gì, làm vui lòng nhau để bảo đảm người đó bên mình. Mà nếu mà người đó mà có nhan sắc một chút thì mình cũng lo lắm, đi đâu mà không có mình thì mình cũng rầu lắm. Mình phải canh, mình phải giữ. Cho nên rồi thành thử muốn giữ cái hai chữ hạnh phúc đó cũng phải đánh đổi, phải tranh đấu đủ thứ hết. Cho nên lo lắng nó cũng đi theo. Rồi giờ có danh, ai bảo đảm mà
cái danh của mình đó, là mình không phải mất bao nhiêu công sức. À, một vị mà người ta muốn ra tranh cử rồi, đổ biết bao nhiêu tiền của công sức vô để mà có thể có được một cái danh vị ở trong xã hội. Cho nên á, Hòa Thượng mới nói á, đa ba vị mà nghĩ như vậy hoài đó thì ba vị không có vui đâu. Tu là gì? Tu là chuyển. Bây giờ cũng sẽ có tiền, cũng sẽ có tình yêu, cũng sẽ có danh. Nhưng mà cái danh, cái tiền để làm gì? Có nhiều tiền không phải để giữ, mà phải xớt chia. Mà quý vị để ý coi, mình mà có xớt chia được cho ai đó, tự nhiên trong lòng mình thấy nó vui lắm. Nếu thật tâm mà mình có cái lòng đó, mình sẽ thấy mình vui. Tại sao vậy? Thì mình thấy rằng ít ra mình sống mà mình có trang trải đến người khác. Và tự nhiên trong lòng mình cũng có một cái niềm tin. Một có cái niềm tin là một ngày nào mà mình có bị những cái khó khăn gì á, tự nhiên ở đâu đó cũng sẽ có người tới hộ giúp cho mình. Vì sao? Vì mình sống mình có nghĩ tới người. Chứ nhiều khi mình sống á, mình không nghĩ tới ai hết á, mình chỉ nghĩ cho mình thôi. Cũng được thôi, ai trách phiền gì mình đâu. Nhưng mà mình sẽ biết rằng mình không có bạn, mình không có những người mà người ta nhớ nghĩ đến mình. Vì mình sống mình chỉ biết mình thôi. Cho nên Hòa Thượng nói có tiền không có sao, nhưng mà quý vị nghĩ thêm chút nữa đi. Tức là có tiền quý vị xớt chia cho người khác, phụ bớt với người khác. Đâu có phải đợi giàu có mới phụ được. Mình nghèo cũng được nữa, mình phụ trong cái khó, cái nghèo của mình. Thí dụ mình có 5 đồng, mình giữ 4 cho người ta 1. Thành sự khi mình thấy là khi mình làm được cái việc đó, trong lòng mình vui lắm. Vị nào mà đã từng có cái tâm hạnh dâng tặng như vậy, quý vị sẽ thấy nó khác. Thí dụ như người ta tới, người ta xin mình mà mình không cho đó, tự nhiên trong lòng mình thấy khó chịu lắm. Mình cho được ít nhiều gì cho được á, tự nhiên mình thấy vui, mình thấy thoải mái. Đó, sống như vậy thì tự nhiên mình thấy mình có tiền nó chính đáng. Cái tiền mình giữ đâu có đem theo được, mà mình biết xớt chia. Cho nên cái tu của mình á, là mình chuyển và mình mở rộng ra. Thí dụ như chỉ cần mình đổi một chữ thôi, đời sống hàng ngày của mình á, thí dụ mình biểu đứa con của mình á, con phải làm cái này, tự nhiên nó nghe cái chữ phải đó, cái tự nhiên nó cảm thấy hình như nó bị ép uổng. Giờ thay mình đổi chữ thôi, con nên làm cái này, thì tự nhiên nó cảm thấy đây là một lời khuyến khích, chứ không phải là một lời ép uổng. Cũng muốn nó làm thôi, nhưng mà mình dùng cái chữ nên hơn là chữ phải. Thí dụ thôi, mình bữa nay tuyết nhiều quá, ba ra xúc tuyết mà nó ngồi trong này nó coi tivi. Mình nói là con ra con xúc tuyết với ba đi. À, con nên ra phụ với ba để có cái tình. Mà một lát nữa rồi vô, con xúc được phần nào thì ba cũng đỡ phần đó. Tự nhiên nó nghe. Cái mình ra mình nói, con phải đi ra xúc. À, hay là hai đứa con trong nhà, một đứa thì đi, một đứa không. Thì giờ mình muốn cái đứa kia đi, mình nói, thì nó nói tại sao nó phải đi, nó không phải. Bởi vì anh của con bữa nay bệnh hay là đang bận một công việc gì đó, thì con nên ra con phụ cho anh một chút. Hoặc là hai đứa đi ra, nó hai đứa ra làm cho lẹ để anh con vô con còn học bài, làm bài hay đi làm. Thì cuộc sống này á, nhiều khi mình thay đổi một cái chữ thì tự nhiên mình cảm thấy nó nhẹ nhàng hơn. Quý vị có thấy được điều mà nói vậy đó? Thật ra tất cả là do chúng ta ứng dụng. Chúng ta ứng dụng như thế nào? Cho ở đây Hòa Thượng mới nói các vị có tiền cũng tốt, nhưng mà thay vì như vậy, quý vị nên mở rộng cái lòng ra. Mở rộng cái lòng để làm gì? Để mà quý vị thấy rằng cái tiền của mình đó, mình xài nó chính đáng. Và khi mình mở rộng được lòng như vậy thì tự nhiên ở chỗ khác nó có tới với mình. Mình có mở cửa với người khác thì người khác mới mở cửa với mình. Mình lấy ví dụ như ở Việt Nam đó, quý vị thấy Việt Nam mà thời đó Việt Nam sáng ra là trong xóm, trong hẻm, nhà nào cũng mở toàn cửa hết trơn. À, nhà nào cũng mở cửa ra hết, phải không? Thì ai đi ngang cái mình khi đi chợ về, cái thấy chị ba chị tư gì đang ngồi lặt rau cũng tấp vô,
thăm hỏi vài câu rồi mới đi về nhà mình. Có phải vậy không? Chứ cái tình ở Việt Nam nó đẹp, nó dễ thương như vậy. Có nhiều khi mình mới ăn tô cơm ở nhà mình xong, nhà mình không ăn đâu. Xách qua nhà hàng xóm ngồi. Quý vị thấy không? Cho nên cái mở cửa nó rất hay. Mà ở Việt Nam mà nghe mà nhà nào hữu sự một cái thôi, là từ ở cái đợt cuối xóm cho tới đầu xóm tụ về cái nhà đó hết, coi coi có giúp đỡ được cái gì không. Thành ra ở Việt Nam mới nói đó, bà con xa không bằng lối xóm ở gần, khi tối lửa tắt đèn cũng nhờ lối xóm. Phải không? Nhiều khi bà con xa đâu có gần mình, mà lối xóm gần. Cho nên mình sống mà mình biết suy tư, mình biết lân mẫn tới những người xung quanh hay lắm. Cái đó rất là hay. Mà ở đây quý vị thấy mặc dù á, nhà nào cũng đóng cửa đó. Cái xứ này là cái xứ ai cũng đi làm khóa cửa lại, rồi về tới nhà lạnh thấy mồ, ai dám mở cửa, đóng lại. Nhưng mà dù người ta đóng cửa nhưng người ta có mở lòng. Người ta có mở lòng, quý vị thấy không? Haiti mà động đất thôi, Mỹ cho 100 triệu, Canada cho 50 triệu. Chẳng những vậy mà cho lính, cho hàng triệu người, nhân viên xã hội đi qua tận bên nước đó để mà giúp đỡ, chở không biết bao nhiêu đồ ăn qua bển, không biết bao nhiêu thuốc men qua bển. Cho nên vì cái hoàn cảnh, vì cái đời sống xã hội, cửa thì đóng, nhưng mà cửa lòng có mở. Cái cửa lòng người ta có mở. Rồi đó, Pháp Hòa nghe nói là Canada còn có ý là giống như matching nữa đó. Có chưa? Có rồi phải không? Đó. Cái kỳ mà bão lụt 2004, mà cái bão gì nó kêu là tsunami đó, một công dân Canada mà cho 50 đồng, chính phủ sẽ cho 50 đồng. Cho nên kỳ đó mà Phật giáo tại Canada mình vận động được 200.000, 200.000 Phật tử, 200.000 đô Phật tử ủng hộ, chính phủ Canada cho 200.000. Rồi bây giờ một trận này chính phủ Canada bây giờ tiếp tục matching. Quý vị thấy không? Một cái đất nước mà người ta mở lòng như vậy. Cho nên đó là mình sống mình có mở lòng. Mở lòng với người khác. Quý vị để ý đi xe mà tuyết mà mình đang ở trên đường mình bị như vậy, mà cái người nào mà họ biết trong xe họ có sẵn, họ có đồ xúc, họ bước xuống xe, họ phụ cho mình, họ đẩy xe cho mình, không cần quen biết. Cái đó là người ta có tu đó, ta tu cái phước. À, người ta tu cái phước. Thở đây á, mình có tiền của đời sống của mình được mở lòng. Quý vị nhớ hồi đó mình ở Việt Nam mới qua, mình có gì? Đâu có gì đâu. Hai bàn tay trắng. Rồi từ từ mình có. Bây giờ mình có rồi, mình nghĩ tới những người nghèo. Mình nghĩ tới những người khốn khó để mình chia sẻ. Giờ Pháp Hòa nói thật chứ, dụ bây giờ mà đi đâu và Phật tử có cúng, Pháp Hòa cũng để vô chùa. Còn không là để dành đó đi giúp đỡ cho những người nghèo khó ở Việt Nam. Nên mình nghĩ rằng mình ở đây ăn cũng có, mặc cũng có, đầy đủ, không có sao. À, mà nếu mình có thiếu, cái thiếu của mình cũng không đến nỗi. Thôi mình có thể giúp được, mình cứ giúp. À, cho nên mình nghe lời Hòa Thượng dạy, không phải là kêu mình đừng kiếm tiền, không phải, có tiền tốt, nhưng mà có tiền mà biết chia sẻ, cái đó là hay. Cho nên Hòa Thượng dạy mình cách sống có an lạc. Cái cách sống không phải nhiều tiền mà an lạc, mà sống có tiền mà biết chia sớt thì tự nhiên đời sống mình có an lạc. Hiện tại tâm mình an vui vì mình biết rằng mình sống mà mình không có bo bo, mình giữ của mình mà mình biết trang trải tới người khác. Cái điều thứ hai, có tình yêu hiến dâng. Hiến dâng này không có nghĩa là ô mình có cái người tình yêu đó mình đem tặng, nhưng không phải. Cái chữ tình yêu hiến dâng này là như thế này: mình có được một tình yêu mà bây giờ mình mở cái tình của mình cho nó rộng nữa, là mình tình thương cho tới mọi người, mọi loài nữa. Mình có một người để mình yêu rồi, coi như là của cá nhân mình rồi,
như mình mở, làm sao mình có một tấm lòng bao la như biển. Thật ra thì nếu ai sống cho riêng mình thì lòng cũng có rộng, nhưng mà rộng như sông thôi, phải không? Còn nếu ai mà sống cho mọi người thì rộng, mà rộng như như biển. Thật ra thì sông nó cũng có cái rộng của nó, nhưng mà rộng như sông thôi. Biển thì có rộng mà rộng mênh mông. Đó. Cho nên mình cũng có cái khúc sông, mình cũng có khúc biển. Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên á, mình là diệu dụng của cái tâm rồi đó. Cái tâm mình nó diệu dụng rồi đó. Ở trong ly này thì nó tròn, nó dài. Cho nó ra cái dĩa thì nó rộng. Nó là nước, mà thể nó là nước rồi thì tùy theo cái đồ đựng. Đồ đựng rộng thì nó ra rộng, đồ đựng hẹp nó ra hẹp. Sống được như vậy. Cho nên người ta mới gọi, người ta ca ngợi cái nước của Quan Âm Bồ Tát cầm trên bình đó. Nước này vuông hay tròn là tùy theo bình chứa đựng. Gặp mùa xuân thì loãng, gặp mùa đông giá thì nó đặc lại. Loãng hay đặc nó cũng là nước. Dưới ngọn bút của quân vương sẽ trở thành ơn mưa móc. Bị ông vua ông phê vì duyệt tấu chương đó. Ông mà say yes là dân có tiền, mà ông say no là dân không có tiền. Thấy không? Thì chỉ cần một cái chữ ký của ông thôi. Thấy không? Chỉ cần một chữ ký của ông thôi. Cho nên dưới ngọn bút của quân vương thì sẽ trở thành ơn mưa móc. Với trên đầu dương liễu của Bồ Tát sẽ trở thành cam lộ thanh lương. Cũng là nước mà ứng dụng đúng. Thấy không? Ông vua mà ông mà thấm cái mực, bởi vì mực hồi xưa mài là phải có nước. Mà mài mực mà xong rồi ông chấm một cái tấu chương đó mà ông không có sáng suốt, ông phê cái tấu chương đó thì có thể dân chúng lầm than khổ sở. Cho nên tùy, ở đây cũng vậy, mình có một cái tình, mình có một cái trái tim, thì cái trái tim này mình phải mở như thế nào, không phải chỉ cho một người hai người mở rộng. Giống như quý vị thấy một ông vua, khi mà ổng chỉ có tình yêu cho gia đình ổng thôi, tức là chỉ có hoàng hậu hay các bà cung phi hay các hoàng thân quốc thích, thái tử công chúa thì đâu có được. Không phải minh quân, minh quân là ở trên chính bệ thì phải nghĩ tới dân lành ở ngoài. Về tới nhà sau khi mà thối triều rồi thì vào bên trong rồi thì ổng có tình cho gia đình của ổng, phải không? Mà ổng vua là vậy. Tức là ông cũng có cái mái nhà riêng của ông. Rồi khi mà bên cạnh đó, ông phải có một trái tim rộng lớn, ông trang rãi cái tình của một vị vua đến với các thần dân nữa. Cho Hòa Thượng nói có tình yêu thì phải dâng hiến. Bây giờ mình là Phật tử, đối với một vị tu sĩ thì không có tình riêng, mà chỉ có tình chung thôi. Nơi nào cần mình đến, chúng sanh cần thì mình đến, đạo pháp cần thì mình đi. Thì giờ mình là Phật tử mình cũng vậy thôi. Mình làm được gì cho ai mình làm. Ở trong tứ nhiếp pháp đó, cái đó gọi là đồng sự, xin lỗi, lợi hành. Bố thí, ái ngữ, lợi hành. Lợi hành là cái gì lợi cho người mình làm. Rồi cái thứ ba là gì? Cái thứ ba là quý vị có danh, quý vị phải phụng sự. Có danh thì mình phụng sự. Tức là bây giờ mình có một địa vị cũng tốt, nhưng cái địa vị đó để mình làm cái gì? Thí dụ như ở đây, trong cái xứ của mình đây có dân biểu. Dân biểu là theo cái hiểu nghĩa thông thường của mình là cái gì? Đại biểu cho dân, đại diện cho dân. Còn nếu mình hiểu theo chữ nghĩa Việt Nam là dân biểu gì làm nấy. Kêu dân biểu. Dân biểu là cái người đại diện cho dân. Dân cần gì mình lên gặp dân biểu đó ha, là ông dân biểu đó đại diện cho mình để lên nói. Và có nhiều dân biểu cũng sống như vậy. Ở đây ví dụ như các cộng đoàn nào cũng vậy hết á, muốn xin tiền chính phủ phải nhờ dân biểu. Họ đưa cái đơn lên, rồi họ có một cái thơ, họ ủng hộ mình, họ nói họ biết cái cộng đoàn này từng làm việc tốt như vậy, cái thì trên chính phủ họ tin tưởng hơn, họ cho cái tài khoản nó dễ hơn, thí dụ như vậy. Cho nên là mình có ai trên đời này cũng có danh hết á.
Đâu phải là đợi mình làm mà một cái người nào ngoài xã hội mới có danh đâu. Ai cũng có danh đó. Thí dụ như giờ nè, ở nhà mình có danh không? Mình cũng có cái danh làm cha, mình có danh làm mẹ, mình có danh làm ông, làm bà, không? Rồi đi tu rồi cũng có danh làm thầy, rồi vô chùa mình làm Phật sự rồi mình cũng có cái danh nữa, hội trưởng, thư ký, thủ quỹ, hội phó gì đó. Thành ứng dụng cái danh của mình cho nó đúng. Mình ở trong cái địa vị đó thì mình phải hành xử cho đúng cái địa vị của mình làm. Thì hòa thượng mới dạy á, nếu mà mình sống mà mình không có mình không có nghĩa là mình bỏ hết những cái chuyện đó, nhưng mình có, mình cũng đừng có bao giờ dính với cái đó, mà mình biết dùng cái đó một cách chính đáng thì là tốt. Quý vị hiểu ý hòa thượng là vậy. Mà ứng dụng được như vậy thì gọi là an lạc. Thí dụ như ông Nguyễn Công Trướng nói, đã mang tiếng ở trong trời đất thì phải có gì, phải có danh gì với núi sông. Thấy không? Như vậy thì cái danh mà theo Hoàng đoán nghĩ đó, cái danh là cụ Nguyễn Công Trứ nói đó, không phải là mình đi tìm một cái địa vị đâu, xã hội đâu. Bên cạnh đó, đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông, mình phải sống như thế nào với sông núi, đất trời. Mình bởi vì mình ở trong trời đất mà. Cái câu của cụ hay cái là sống trong trời đất phải làm gì với núi sông. Chứ mình ai người chúng ta không sống trong trời đất. Nhưng mà mình phải ứng dụng, mình phải sống như thế nào để cho xứng đáng người ở trong trời đất, đền đáp được cái ơn sông núi. Mà người Việt mình gọi là hồn thiêng sông núi đó. Giờ có một cái bài sám thôi. Giờ phút này sông núi chứng minh, cuối sinh đức từ bi nhiếp thọ. Sông á là tượng trưng cho tấm lòng rộng lớn của mình. Núi là tượng trưng cho ý chí, trí tuệ của mình. Vì núi là nó vững, cho nên núi vững là tượng trưng cho ý chí, trí tuệ. Sông là mênh mông, là bát ngát, là mát dịu, tượng trưng cho tấm lòng. Hay người sống mà có danh mà biết ứng dụng với tấm lòng, với trí tuệ thì cái danh đó không có hại. Mình làm một cái người có chức vị mà không phải để chỉ ăn hối lộ, không phải chỉ có mình sống trong cái danh vọng đó, mà mình có cái danh đó mình phải sống cho trọn vẹn, mình làm gì được khả năng của mình. Thí dụ thôi, thí dụ như bây giờ á, một cái người đó họ làm một cái trưởng gì, một cái trưởng ban gì đó, họ có quyền quyết định một cái việc gì trong cái phân khoa đó, cái nhóm đó, mà họ thấy rằng cái quyết định của họ có thể giúp đỡ được cho người đó thì họ có thể dùng cái quyền của họ để họ quyết định, mà để giúp đỡ người, chứ không phải chỉ để mà bành trướng cái thế lực hay là để như thế này như thế kia cho cá nhân thì nó uổng đi. Cho nên theo hòa thượng dạy, ngài không biểu chúng ta phải từ bỏ hết mấy cái đó, lên non lên núi mới gọi là an vui tự tại. Mà an vui tự tại hay không là chúng ta có cái đó mà chúng ta ứng dụng như thế nào. Thí dụ mình có tiền, mình ứng dụng tiền cho đúng thì tiền đó không có sai. Còn mình có tiền mình xài không đúng thì mình có lỗi đó. Tiền không có lỗi nha, tiền không có lỗi gì hết á, nhưng mà cái tâm của người xài tiền, mình xài tiền mình xài đúng thì tự nhiên cái đồng tiền mình nó chính đáng. Còn mình có tiền mình xài không đúng là không được. Cho nên á, cái lợi cái danh nếu mình dính nó nhiều quá thì mình đau khổ. Tại vì nếu một ngày nào đó mà lợi danh nó mất á thì sao? Mình buồn, mình khổ. Hồi xưa người ta nói tình yêu em sợ tình yêu, vì tình yêu như là hương hoa, lỡ mai sau em mất tình yêu em khổ thật nhiều. Bây giờ mình sửa lại, lợi danh ta sợ lợi danh, vì lợi danh như là hương hoa, lỡ mai sau ta mất lợi danh ta khổ thật nhiều. Đó là những cái người dính đó, phải không? Chư Tổ thường dạy nè: nhập trần tri túc tâm thường lạc, xuất thế vô cầu phẩm giá cao. Mình nhập vô trong trần nhưng mà
thường tri túc là biết đủ đó, tâm thường lạc. Mình còn có danh có vị, bị nhập trần mà, tức là mình phải có danh có vị có hết. Nhưng mà nếu mình cứ cảm thấy mình ứng dụng được những cái đó của mình thì tự nhiên tâm mình thường lạc. Mình nói ví dụ như mình lợi dụng một chức quyền, mình làm cái gì nó không đúng coi, ngủ yên không, không có yên đâu. Nếu mà cái người đó có sống với cái lương tâm á, đem cái tâm ra mà sống, không có yên. Thí dụ như Pháp Hòa nói ví dụ như giờ mình buôn bán cũng vậy, mà lỡ hôm nào mình gạt được người ta mua một cái gì đó của mình á, nó dưới một cái giá thật cao mà cái món hàng nó không đúng coi, với cái người mà họ không có cái tâm để sống á, họ thoải mái lắm, họ về họ bình thường. Nhưng mà cái nếu mình mà cái tâm mình mà có một chút thiện lành mà nó khởi lên, mình thấy khó chịu, có phải vậy không? Cho nên mình mà sống được với cái tấm lòng đó của mình đó, thì tự nhiên mỗi ngày con người mình nó có an lạc và nó biết thúc liễm hơn. Người sống mà có thúc liễm, có an lạc. Thúc liễm tức là mình biết ngăn ngừa, mình biết bó, mình biết chăm sóc cái tâm của mình, không để cái tâm mình nó đi sai, gọi là thúc liễm. Cho nên qua cái câu chuyện đó đó, thì mình mới thấy rằng Hòa Thượng dạy là các vị sống có tiền, có tình yêu, có địa vị, mà quý vị mở ra chút nữa thì tự nhiên đời sống mình an lạc. Còn nếu mình chỉ giữ cho riêng mình thôi thì sao? Mình không có an lạc. Khi mà mình nhìn vào sự việc hàng ngày nó xảy ra, chẳng hạn như ở bên cái nước Hy thì đã nghèo rồi, động đất. Mà động đất mà đâu phải mà động một lần đâu, cách đây mấy ngày làm trận nữa cũng 6 chấm á, thấy không? Thành thử ra trong một cái đất nước nhỏ nghèo mà 2 lần động đất. Rồi bây giờ đó mình thấy rằng mình sống ở đây, mặc dù bão tuyết thật, thấy không, nhưng mà cái bão tuyết này so với cái trận động đất kia thì nó chả nghĩa lý gì hết. Nhưng mà xin thưa quý vị là Pháp Hòa nhớ có một hòa thượng dạy như thế này. Nhiều những cái thiên tai, những cái động đất á, xảy ra đó là từ do cái tâm động của mình. Động tâm á. Vì cái tâm của mình á, ít có hướng về những cái nẻo lành. Rồi thường nó tạo ra những cái đời sống. Thí dụ như hiện tại đây nè, dù mình không có động đất nha, nhưng mà có nhiều gia đình á, làm sao đất nó cũng động dữ lắm. Có nhiều khi đâu phải nứt đất rồi mình mới rớt xuống đó mình chết đâu, nhưng mà bao nhiêu những cái đau thương nó cũng sụp đổ, nó cũng động đất ở trong nhà. Do từ đâu? Do từ cái tâm động của mình, từ cái tâm động của mình. Cho nên nói như vậy đó thì bởi mình mới thấy rằng á, cái mà chúng ta đang sống ở đây so với cái bên kia đó, mình không nghĩa lý gì hết. Khi thấy được như vậy thì hồi mới đầu mình bực lắm, trời ơi tự nhiên bão tuyết. Cái thì khi mình nghĩ tới như vậy, cái mình appreciate, tiếng Anh nó kêu vậy đó, tức là mình biết trân quý những cái gì mình có được. Cho nên bây giờ mình có một chén cơm mà với nước tương mình ăn, mình vẫn thấy mình hạnh phúc. Thí dụ như cái ông gì, ông ở bên Haiti là cái dinh của ông tổng thống hả, cũng sụp. Rồi bây giờ ổng cũng lang thang như như bao nhiêu người dân ở bển vậy đó. Quý vị thấy không? Đó, thành thử ra cuộc đời này cái chuyện mà thịnh suy đó nó mấy hồi đâu. Mà bây giờ thí dụ như ông tổng thống đó mà nếu mà trong thời gian ổng tại vị đó mà ông sống mà ông có lân mẫn, có thương những người dân bên ngoài, thì bây giờ ông đi xuống và ông sống với người dân, ông bình thường lắm, không có đau khổ. Vì sao? Vì khi mình còn ở một cái địa vị cao mà mình vẫn đem cái tâm mình sống với người dân. Cho khi mà ông, thí dụ Pháp Hòa không biết, nhưng mình nghĩ nếu mà ông bước ra ngoài bây giờ ông đang lang thang vậy, người dân vẫn không có khinh bỉ gì ông hết á, mà chẳng những vậy mà họ còn thương ông. Và chính bản thân ông cũng sẽ không đau khổ. Trời ơi, ngày nào mình ở trên ngôi cao, bữa nay mình phải lang thang như những người dân này, bây giờ cũng lang thang màn trời chiếu đất vậy đó. Mình nói ví dụ như vậy.
Cho nên á, mình có cũng được, mà cái quan trọng là chúng ta biết ứng dụng. Ứng dụng. Giờ mình có sức khỏe nè, mình có khả năng nè, ha, rồi mình có mọi thứ. Giờ mình ứng dụng sức khỏe, khả năng của mình như thế nào cho nó chính đáng, thì tự nhiên mình thấy cái ngày hôm đó mình sống không có uổng. Cho nên Đức Phật mới nói đó, sống một ngày có ý nghĩa còn hơn sống trăm năm vô ý nghĩa. Vì mình sống một ngày mình có làm lợi được cho ai đó, còn không thì mình có một phút nào đó, một phút nào đó mình nhìn lại thì mình tự nhiên mình thấy hình như một ngày qua mình sống không được gì hết. Quý vị để ý đó, cái người tu của mình nó khác là như vậy đó. Hôm qua Pháp Hòa giải thích cái chữ tu sĩ đó, thấy không? Tu sĩ là người tu, tất cả chúng ta ngồi đây ai cũng là tu sĩ hết. Mình sống mà cái trái tim của mình nó lạnh ngắt, mặc kệ ai sống ai chết ai gì thế kệ, thì cái đó thôi khỏi nói. Cho nên bữa hôm á, có một cái đứa nhỏ kia đó, nó ghét anh đó. Thì ông thầy mới thấy à thôi cũng được, con còn biết ghét thầy cũng mừng, là tại vì con còn có cái feeling, con còn có cảm. Nếu mà con sống mà con không còn ghét, không còn thương nó, thầy mới rầu. À, ông nói như vậy, nhưng mà trong cái lời dạy đó mình mà suy ngẫm thì mình thấy nó cũng có cái lý. Là vì con còn có, con bị gì, cuộc đời nó vô thường, con có ghét có nghĩa là con đã từng thương. Con đã từng thương cho nên con mới ghét. Mà hôm nay con ghét thì con cũng sẽ có ngày con thương. Như vậy trái tim của con nó còn đập, nó còn nóng, nó còn nghĩa là rung động. Còn thầy sợ nhất một trái tim là bất động. Rồi trái tim đó là trái tim gì? Trái tim đó là trái tim mùa đông. Trái tim là trái tim mùa đông. Trái tim đó là trái tim của ngục tù. Cho một cái trái tim đó thầy sợ. Thầy nói ông thầy cũng nói ngắn gọn, nhưng mình nghe được á, mình phải suy nghĩ. Cho nên nếu mà một nhờ một người mà còn thương còn ghét, biết không, biết người đó khổ đó, tức là cũng còn bực bội, còn buồn, nhưng ít ra at least ít ra cái người này còn có cảm giác. Có người mà sống mà họ không còn cảm giác nữa, giờ họ đi về tới nhà họ giục cái áo đó ra lên giường họ ngủ, không cần biết con họ ăn cơm chưa, vợ có nhà không, hay là đi đường bị tuyết ngập còn đang cào tuyết không hề, thí dụ cái đó mới khổ ạ. Thí dụ vậy. Cho nên đó, mình thấy nhiều khi đi làm về, ngược lại cũng vậy, mình được có cái phước là được một người chồng lo lắng cho mình, thì mình cũng đừng có thờ ơ. Mình sống á, càng khi mà mình càng sống ở trong đời, mình càng thấm nhuần cái đạo lý của Phật á, thì mình mới thấy rằng Đức Phật á, dạy mình á, không phải tu hành để rồi chúng ta trở thành một cái bậc siêu phàm, gọi là vượt thánh, để mà rồi chúng ta không còn cảm giác gì với ai nữa. Không phải đâu. Mình sống làm sao mà mình biết nhìn mọi người. Hôm cuối năm vừa rồi đó, Pháp Hòa mới nói với mấy chú á, Pháp Hòa nói với mấy đứa sống làm sao mà ráng làm cho được. Con mắt để nhìn, lỗ tai để nghe, trái tim để cảm. Người sống mà có nhìn, có nghe, có cảm không đến nỗi đâu. Sống là phải có nhìn. Vì khi có nhìn á, trái tim nó rung động. Thấy cảnh khổ của người, tim rung động. Cho nên nhiều khi á, kiến đạo thì mình vừa thấy không, liền chứng đạo. Hiểu rõ cuộc đời nó vậy. Thấy không? Rồi bây giờ mình lấy tai mình nghe, nghe người ta nói, tự nhiên cảm được, làm được điều đó. Cho nên bây giờ đó, mình để ý, mình sống trong chùa không vậy, sống ở nhà không vậy, sống đâu vậy á, người mà sống mà có trái tim, có con mắt, có tai, thì tự nhiên mình làm cho một người xung quanh mình an vui lắm. Cho nhiều khi đâu có cần gì lớn lao đâu, chỉ một lời an ủi, một lời hỏi thăm thôi, tự nhiên thấy cũng đủ rồi. Hồi đó Pháp Hòa nhớ có một cái tuần cải lương, cái anh này ảnh thương cái cô này, thì cái cô này là một cô gái giang hồ, nhưng mà ảnh thương thật. Rồi cái cô này thì mặc cảm cho nên bỏ đi,
rất là lâu. Thì mặc dù cô này thương anh lắm, nhưng mà vì cái danh dự của anh muốn bảo vệ cho anh, cho nên cô này bỏ đi. Thì bao nhiêu năm trời anh này đi tìm, thì một ngày nọ tình cờ gặp được nhau, thì anh này mới nói rằng anh đã đi tìm em tận khắp nẻo chân trời, từ đường phố rộng thênh thang đến tận cùng ngõ hẻm, nói như vậy đó. Cái thì cô này cũng mới nói bao nhiêu đó cũng đủ làm cho em sung sướng, cũng đủ làm cho em tự hào là em cho chọn lựa không sai. Quý vị thấy những câu nói như vậy. Thì anh này nói là anh đã đi tìm cô này như vậy vì anh không có màng cô này là một người như thế nào, bởi vì anh thương cô thật. Thì cô này mà cô thương thật, cho nên cô mới nói bao nhiêu đó cũng đủ làm cho em sung sướng, cũng đủ làm cho em tự hào là em đã chọn lựa không sai, chọn lựa một cái người mà mình có thể gửi gắm được. Cho mình sống ở đời mình có rung cảm, mình có thương lân mẫn nhau. Mình đâu có làm được cái gì cho cái người bệnh, không có làm được gì cho người bệnh mà hết bệnh hết á. Nhưng mà cái lời hỏi thăm của mình là một cái sức mạnh. Cho nên trong đạo hữu với nhau, mình nghe ai bệnh lập tức mình đi tới thăm. Đi không được gọi phone. Tự nhiên chỉ bao nhiêu đó thôi, nó cũng đủ làm ấm lòng với nhau. Huống chi là mình chung sống một nhà mà không ai biết ai hết á, mạnh ai nấy sống, mạnh ai nấy làm gì làm, thì thấy nó lạnh lẽo lắm. Cho nên đối với cái dạy của Hòa Thượng đây, thì Ngài muốn hướng dẫn mình như vậy đó. Các vị có tiền, có tình yêu, một cái chữ tình yêu này không có nghĩa là chỉ dành riêng cho một người, mà mình có trái tim biết thương biết cảm. Cho quý vị lễ Đức Bồ Tát thấy không? Lại Đức Bồ Tát Đại Hạnh Phổ Hiền, chúng con xin học theo hạnh của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Con mắt là để nhìn, trái tim là để cảm. Cho người sống mà có con mắt có trái tim đi vào cuộc sống thì cái người xung quanh mình đỡ lắm. Chúng con xin học theo hạnh của Ngài, biết đem con mắt và trái tim đi vào cuộc sống. Chúng con biết mỗi lời nói, mỗi cái nhìn, mỗi nụ cười, mỗi cử chỉ đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Biết như vậy đó, cho nên mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười đều có thể đem lại hạnh phúc cho người. Thí dụ như Pháp, biết Pháp Hòa bệnh mà chú Nguyên Thạnh mà cho cái nước apple cider nóng nóng uống khỏe, chỉ cái hành động nhỏ vậy thôi cũng làm cho người kia đủ hạnh phúc. Giống như bây giờ mà mỗi lần mà hôm bữa thứ sáu vậy đó, Pháp Hòa bệnh thì không có xuống được dưới nhà, thì quý cô biết như vậy cho nên nấu sẵn một cái nồi cháo cảm. Tới hồi Pháp Hòa giảng bữa tối đó xuống thì mấy cô nhắc là đi ăn cháo. Thì tự nhiên mình có ăn hay không cái chuyện đó tính sao, nhưng mà người mình tự khi mình cảm thấy nó cũng vui, nó ấm lòng là sống với nhau, chung với nhau một đạo tràng, mình bệnh mà người kia biết chăm sóc. Cho nên quý vị nhớ là Đức Phật có một lần Ngài đi thăm bệnh, có một vị tỳ kheo bệnh mà các huynh đệ quên chăm sóc, lo liêm nghiêm tu không quên chăm sóc. Thì Đức Phật đi tới thì thấy cái vị này mình mẩy hôi hám mà thuốc men không ai chăm sóc. Thì Phật mới hỏi là ai ở chung với thầy, nói dạ huynh kia, huynh nọ. Đức Phật mới bảo Ngài A Nan múc cho Ngài một thau nước nóng, tự tận tay của Ngài lấy khăn Ngài nhúng nước, rồi Ngài lau mình cho vị tỳ kheo đó, rồi thay quần áo cho vị tỳ kheo đó, và đem thuốc men thức ăn đến. Và sau đó Đức Phật đã đợi các thầy về, Đức Phật dạy một bài pháp. Đức Phật dạy công đức của người chăm sóc bệnh, và Đức Phật dạy các thầy là huynh đệ với nhau, có cơ duyên sống chung với nhau thì các thầy nên để ý và chăm sóc cho nhau. Thành thử quý vị thấy Đức Phật không phải dạy chúng ta chỉ một cái mực tu để mà giải thoát không, phải không? Mà Ngài còn dạy chúng ta sống rất tình với nhau, rất người với nhau. Chứ con người mình nó khác là ở chỗ đó, bệnh biết chăm sóc, chết biết chôn với nhau. Không, thường thường con vật á, con này nó chết thì con kia tới ăn, nó có chôn cất vì nhà đâu. Con người nó khác, người này chết
người còn ở lại lo đàng hoàng, chôn cất, mai táng, hỏa táng hay như thế nào đó cho đàng hoàng. Đó là cái tình người với nhau. Cho mình hay cái người đã mất đi đến thắp cây hương. Cho nên cái tình của người Việt, cái tình của ngã đông nó đậm đà như vậy. Có một cái anh làm ở nhà hoàng á, anh mới nói với Pháp Hòa là bây giờ đó họ đang có cái ý muốn á, là đi thăm người chết mà cái kiểu drive through. Quý vị biết cái kiểu đó không? Tức là cái kiểu như là đi mua tiệm McDonald's hay mấy cái quán ăn á, như Tim Hortons á, không có thì giờ bước xuống xe phải không? Rồi cái lái xe qua cái chỗ drive through á, rồi cái bấm cái nút hỏi muốn mua cái gì, cái nó mua 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 vậy, cái nó giá tiền, cái tới trả tiền lấy vậy. Bây giờ họ đang có cái ý đó. Tức là sẽ đưa cái quan tài người mất nằm đâu gần cửa sổ á. Rồi nghĩa là lái xe đi ngang ngó một cái rồi bye bye, rồi là xong. Pháp Hòa nghe xong rồi nói, nếu mà có đi họp đó, nhớ đừng có tán đồng cái ý đó. Đâu phải là cái đời sống mình bận rộn đến mức độ mình không làm được cái chuyện đó. Có phải không? Cái đó là nó kỳ lắm. Không có cái chuyện mà viết gì funeral drive through. Doesn't work. Doesn't make sense. Drive through viewing. Hôm rồi có một anh Tây Phương, anh tới nói Pháp Hòa, anh nói là cái cách của thầy rất là hay, là khi mà mình đi đám tang đó, mà cái người đó mà là hỏa táng đó, thì mình mời tất cả mọi người đi lên, xong rồi mỗi người có một cái hoa tiễn vô trong quan tài luôn, rồi xong đậy nắp lại đưa vô lò thiêu. Tại vì ở đây mình cái lò thiêu nó hơi hẹp, không có thể mọi người vô trong đó mà tiễn hoa vô trong lò được. Còn đi chôn thì được, đi chôn thì hạ đất xuống rồi thì mỗi người tiễn cái hoa được. Còn ở đây đi thiêu thì mình làm kiểu khác, là mình để mỗi người cái hoa. Thấy không? Cái cánh hoa đó là tượng trưng cho một cái tình nghĩa tặng cho nhau. Cho nên Pháp Hòa nói với cái anh làm ở trong nhà hoàng á, cuộc sống này nó rất là creative. Nhưng mà có những cái nó không phải đạo. Quý vị thấy không? Như có một lần á, cái hãng Secret Victoria, tức là cái chỗ mà chuyên môn làm những cái áo tắm rồi này kia đó, thì ảnh mới đem cái hình Đức Quan Âm á, ảnh in ở dưới cái áo tắm á. Anh đem cái hình Đức Quan Âm Bồ Tát á, anh để trên cái ngực của áo tắm. Rồi ảnh mang cái hình của Phật Thích Ca đó in ở dưới cái đáy quần của áo tắm. Thì khi mà cái sản phẩm nó được xuất hiện trên thị trường đó, thì tất cả những giới Phật tử mình rất là phản ứng và không có đồng ý. Nhưng mà không có bạo động. Viết thư, hàng trăm ngàn, hàng triệu lá thư viết lên trên cái hãng đó. Thì Pháp Hòa có ký một cái lá thư. Trong cái lá thư đó nó có một cái câu mà chúng tôi biết rằng nghệ thuật là một sáng tạo, art is a creative, nhưng mà nó phải có cái limit, nó phải có cái giới hạn của cái sáng tạo, và không nên dùng những cái biểu tượng của các bậc tôn đức trong mỗi tôn giáo. Chúng tôi không chỉ riêng nói Phật giáo, hình ảnh của Chúa, hình của bất cứ một vị nào, nếu nó đã là biểu tượng tâm linh của mỗi tín đồ trên thế giới này, thì chúng tôi đề nghị là quý vị không nên dùng. Thì sau đó không lâu thì có một cái phim nữa, một ông đạo diễn chụp một cái hình quảng cáo cái bộ phim đó, ngồi trên đầu của Phật Thích Ca, đưa cái poster đó ra ngoài liên tục như vậy. Nhưng mà mình vui là mình không có bao giờ mình bạo động, không bao giờ khởi một cái niệm bạo động, niệm khởi còn không có, chỉ muốn khuyên họ đừng làm những chuyện đó, không nên. Thành thử ra hôm nay đó là cái ngày lễ Phật thành đạo, thì Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng qua cái chuyện mà Pháp Hòa đi đám tang vừa rồi. Trong ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 có 4 ngày thôi, mà mình chứng kiến ba sự ra đi của ba tuổi tác.
thì để nó giúp cho mình thấy được cái vô thường. Nó làm cho mình thấy được cái vô thường và tự nhiên mình cảm thấy rằng mỗi ngày mình sống như thế nào để cái đời sống đó nó có ý nghĩa. Và thường thường á, đôi khi á, mình không có gặp những cái cảnh khổ trong đời á, tự nhiên cái tâm mình ít có khi nào mình chùng lại để mình suy tư, để mình quán chiếu. Cho nên thỉnh thoảng mình gặp những cái niềm đau nỗi khổ trong đời á, chưa hẳn là cái điều xấu. Nhiều khi như vậy á, nó cho mình một cái cơ hội để chúng ta nhìn lại, để chúng ta phản ảnh, chúng ta nhìn lại. Tiếng Anh nó gọi là reflecting. Mình phải nhìn lại. Chứ còn sống mà mình cứ lúc nào cứ thuận thuận hoài đó, đôi khi cũng không tốt. Mình sẽ bị cái tâm buông thả, bỏ trôi. Và cái sự kiêu ngạo nó có thể nó sinh ra. Cho nên Phật dạy mình cái hay là lúc nào mình có thể quán chiếu được. Hoàn cảnh thuận cũng quán chiếu tu tập được. Hoàn cảnh nghịch cũng quán chiếu tu tập được. Thì thôi hôm nay Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một cái mở đầu như vậy, cũng như cái câu chuyện ba người đệ tử đến hỏi vị thầy về cái cách sống cho an lạc. Thì vị thầy mới trả lời nè: có tiền thì phải biết nên hiến tặng ha, có tiền nên sớt chia, có tình yêu nên chan rãi và hiến dâng, có danh vị nên phục vụ. Có được như vậy thì đời sống mình mới có an lạc. Thôi nhân mùa thành đạo này thì Pháp Hòa có vài lời chia sẻ với quý vị như vậy. Thì chúc tất cả quý vị có một ngày an lành và có đủ sức khỏe để đi xuất tuyết chiều hôm nay. Thôi giờ mình hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và sanh đều trọn thành Phật đạo.